Xin chào tất cả mọi người, tôi là Phong, đến từ công ty ứng dụng công nghệ Khởi Nguyên, có văn phòng tại số 4 Trần Minh Tông, thành phố Vinh, Nghệ An. Thì hôm nay vừa lắp đặt xong bộ tay đòn giả bình dân tại thành phố Hà Tĩnh, thấy đẹp nên là quay video lại để quảng cáo để tất cả mọi người biết được cái độ an toàn và cái tiền dùng của sản phẩm. Thì bộ sản phẩm này thì mình có thể mở hai cảnh cho ô tô mà vừa một cảnh cho người đi bộ hoặc cái xe máy. Thì có nhiều khách hàng thắc mắc là hai cái bộ sản phẩm này thì để ngoài trời thì mưa nhỏ có việc gì hay không, hoặc là khi mất điện thì có thể mở được hay không. Thì hôm nay tôi chuẩn bị có một phơi nước để thử sản phẩm. Thì đây là chìa khóa khi mất điện. Trường hợp nếu mà mình mất điện thì mình có thể mở chìa khóa. Để khóa lại, mình lại chuyển sang chế độ tự động và mình lại bấm nút. Sản phẩm lại chạy bình thường, tự động, hoàn toàn tự động. Sản phẩm này là GDP nhập từ Italia. Nếu trong quá trình để lắp đặt mà khách hàng phát hiện ra thì cho phép đấy.